1 triệu 2 này với là 1 triệu 500k. Thì nó chỉ khác nhau cái từ thôi, cái từ này 1 triệu rưỡi thì nó nặng hơn, nó dày hơn. Đấy. Từ 1 triệu 2 thì nó mỏng hơn. Một đôi nhá. Và sang bên này 1 triệu thì nó có hai loại, anh em lấy loại này cũng được. Một loại này cũng được, nó củ 350. Và khác nhau cái nắp đít thôi. Sang bên này là cặp 800. Nhân củ 250. Đây là cặp 600k. 62 vuông. Đây là cặp 500. Này. Để zoom lại cho anh em xem này. 500 này, 600 này, 800 này, 1 triệu này. Giá cái bên này là mình tính theo đôi nhá, chẳng qua là cái mặt bằng nó hơi hẹp, mình chỉ làm một cái đại diện thôi. 1 triệu một đôi này, 1 triệu 3 một đôi này, 1 triệu 5 này, 1 triệu 8 này, 2 triệu này. Đi giá một đôi nhá, bao ship nhá. 1 triệu 500 này, 1 triệu 2 này, 1 triệu. Đấy. Tất cả các loạt tép ở trước mắt anh em đều dùng cho tất cả các loại âm ly từ 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Bắt 20, 25, 30, 40, 50 đều được. Tép nó không phụ thuộc công suất, như kể cả đâu mình chế ví dụ này, đôi triệu rưỡi này cũng có thể đánh cho âm ly 2 sò hoặc đẩy 40 sò. Bắt 20, 25, 30 đều dùng chung. Vì đây là đều là loạt tép gia đình, chúng ta có thể dùng chung. Và tép nó không ảnh hưởng gì đến loa, không ảnh hưởng gì đến âm ly, không ảnh hưởng gì đến cục đẩy. Chúng ta có thể dùng 2 đến 3 đôi chứ cùng một bộ dàn là bình thường. Vì chỉ đơn giản một điều, đó là đây là loa tép rời, chứ còn chức năng và công dụng nó không khác gì tép theo loa. Chẳng qua nó để rời ở ngoài thì nó gọi là loa tép rời. Đấy, nó chỉ rời ở ngoài thôi, chứ còn nó không để ở trong loa thì nó để ở ngoài loa thế thôi. Lắp thì mình sẽ kèm cho anh em một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Chúng ta lắp vào trực tiếp đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Nó đều là một. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269, 0983 29 23 29 trên YouTube điện tử Phượng Điêu, Nà Phạc Ngân Sơn Bắc ạ. Facebook loa tép thông minh. Chúng tôi không bán hàng rẻ nha, rẻ nhất là 500.000 rồi. Tất cả các mặt hàng đây được bao ship và bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Anh em liên hệ số điện thoại của chúng tôi. Ship hàng toàn quốc. Cái quan trọng nhất đó là vang. Tâm điểm hay của bộ dàn đó là vang gì, âm ly gì, có đạt chuẩn hay không, đấy mới là quan trọng. Còn cục đẩy nó không quan trọng, bát to bát nhỏ đều được. Vì mạch cân chỉnh,